Danh tính của phi công và 4 hành khách trên chiếc trực thăng bị rơi trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh chiều 5 tháng 4 đã được xác nhận. Cụ thể, đại tá phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964, 4 hành khách đều người Đà Nẵng, gồm Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, Phạm Thị Bê, sinh năm 1963. Tính đến 23 giờ 3 phút ngày 5 tháng 4, các lực lượng chức năng đã vớt được 3 nạn nhân, bước đầu được xác định là thi thể của phi công và 2 khách du lịch. Trước đó tối 5 tháng 4, theo thông tin từ Cục Tuyển huấn Bộ Quốc phòng, máy bay Bell 505 số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 do đại tá Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút và đã mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng Miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.